và chậm thì khác. Ngoài nụ cười hả hê, anh có nhiều chuyện để kể, có nhiều thứ để lo. Ngày cầu văn anh có thể viết, nhưng niềm tin thì không thể cho. Vì anh biết anh là trái mơ, nên chuyện đời anh vẫn để đó. Về yêu đơn phương là thứ tình cảm mà không dễ bỏ. Mình là kẻ say tình, sai đến nỗi quên mình. Thì những giấc mơ là không có thật, nhưng anh chấp nhận nỗi đau bên mình.